Tuổi thơ của anh em game thủ chúng ta chắc chắn không thể thiếu những tựa game đã trở thành kỷ niệm. Thời điểm đó, khi mà phương tiện truyền thông còn chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ, có một game hay để chơi đã là quý giá lắm rồi. Có lẽ ở đây, không ít anh em cũng như là Mi Game đã trải qua thời đại của game arcade hay còn gọi là game thủng. Ngày xưa, khi những cỗ máy tính cá nhân còn chưa phổ biến rộng rãi, còn các cỗ máy console như NES vẫn còn là một thứ xa xỉ phẩm, thì game thủng chính là tuổi thơ dữ dội của hàng xa số người. Trong số đó, có rất nhiều tựa game đã trở thành huyền thoại, nhưng để phù hợp với chủ đề bắn súng dần dần mấy bữa nay, Mi Game sẽ nói đến một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi thì ai cũng biết. Metal Slug, đây cũng là cái tên được anh em yêu cầu mấy ngày nay. Metal Slug lần đầu tiên được biết đến trên các hệ máy arcade và các hệ máy console vào năm 1996. Nhưng ở Việt Nam, đa phần người ta biết đến con game này qua máy thùng nhiều hơn, với những cái tên vô cùng thân thương như Chiến binh thép, Rumbleon. Ở thời điểm đó, tiếng Anh vẫn chưa được phổ cập hay chẳng ai biết một chữ tiếng Nhật nó ra làm sao. Nên việc được đặt một cái tên thuần Việt như vậy chứng tỏ tựa game này nổi tiếng đến mức nào. Phải có một cái tên Việt để anh em tìm game cho dễ, kiếm chuyện để nói nó cũng dễ hiểu hơn. Thực ra Metal Slug dù là một series gốc nhưng nó lại vay mượn rất nhiều ý tưởng từ một tựa game khác cùng hãng, Gunfox. Ai mà chơi qua cả hai tựa game này sẽ thấy nó có quá nhiều điểm tương đồng về lối chơi, đồ họa hay cả âm thanh. Nhưng thôi, đó là một phạm trù khác mà video này sẽ không bàn tới. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ bàn đến cốt truyện và dòng thời gian của Metal Slug từ phần đầu tiên cho tới Metal Slug 20. Năm 2028, một cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân nổi loạn, dẫn đầu là tướng Donald Modden, người đã ly khai khỏi quân đội đồng minh. Với chiến thuật xuất sắc và sự thiện chiến của mình, tất cả các thành phố lớn đều thất thủ trong vòng đúng một tuần. Và nghiễm nhiên, tướng Modden trở thành bá chủ toàn cầu. Thật ra, nói cuộc tấn công này bất ngờ thì cũng không hoàn toàn chính xác, khi trước đó đã có những lời khuyến cáo dành cho phe đồng minh rằng phiến quân có thể tấn công bất kỳ lúc nào khi xem xét các diễn biến phức tạp của thế giới thời điểm đó. Tuy nhiên họ đã để ngoài tai mà vẫn tiếp tục lơi lỏng những biện pháp phòng thủ của mình. Kết quả thì ai cũng thấy, phiến quân nổi loạn thắng như trẻ tre và đẩy tình hình thế giới vào trạng thái vô cùng nguy hiểm. Nhiều giả thiết cho rằng đã có những thành phần phản bội trong hàng ngũ của quân đội đồng minh, những kẻ đã ảnh hưởng tới trận chiến từ trước cả khi nó bắt đầu. Hãy quay lại thời gian một chút. Vào năm 2023, một quả bom được phát nổ tại trung tâm công viên. Vụ đánh bom này không chỉ giáng một đòn nặng nề vào đời sống trị an của người dân, mà còn trực tiếp gây ra cái chết của con trai Modden. Bản thân ông cũng đã mất một mắt sau vụ tấn công đó. Theo như các báo cáo, đây chỉ là một sai sót của cơ quan tình báo của quân đội đồng minh. Nhưng sự tình liệu có đơn giản đến thế? Thời điểm đó thì Modden đã là một vị tướng rất có thế lực ở phe đồng minh, mà mấy bạn đã biết rồi đó. Giỏi thì nó ghét, dốt thì nó khinh, còn thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Và điều gì hợp lý hơn một quả bom rơi vào đúng lúc và đúng thời điểm như thế? Thế mà quả bom này không giết được Donald Modden, nhưng lại cướp đi người con trai yêu quý của ông. Đương nhiên Modden cũng không phải là một kẻ ngu mà không khám phá ra bí mật này. Niềm tin bị phản bội, mất đi đứa con trai, mà bản thân cũng bị thương chỉ vì một thứ gọi là sai sót. Hành động của ông ta khi phản bội lại phe đồng minh không có gì lạ lắm. Nhưng không chỉ bản thân ông ta mới có ác cảm với quân đồng minh lúc ấy. Khi phiến quân nổi loạn bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên vào năm 2027, quân đội đồng minh bị áp đảo cả về chiến thuật lẫn số lượng. Và bạn có thể thấy trong trò chơi, dù bạn có bắn hạ bao nhiêu lính đi chăng nữa, bọn lính vẫn lao lên không dứt. Tại sao một nhóm phiến quân nhỏ nhoi chỉ hoạt động trong 5 năm lại có số lượng áp đảo quân đội đồng minh được tổ chức quy củ như thế? Trừ khi chính những người dân, người lính đó cũng không hài lòng với phe chính diện của trò chơi. Hành động trả thù cho người thân thì khó mà phán xét, nhưng không thể lợi dụng điều đó để khơi gợi chiến tranh, làm hại người vô tội như vậy được. Mi Game có thể đồng cảm với Donald Modden, nhưng không đồng ý với hành động của ông ta một chút nào. Quay lại với cốt truyện chính tại Metal Slug Super Vehicle 001, hay còn gọi là Metal Slug 1. Khi một nhóm quân kháng chiến tập hợp và quyết chế tạo một chiếc xe tăng, một người lái để ngăn chặn âm mưu của phiến quân. Thế nhưng căn cứ của quân kháng chiến bị tấn công bất ngờ, cỗ xe tăng mã hiệu SV-001 bị lấy cắp. Không còn cách nào khác, Mark Rowe, một trong những chiến binh xuất sắc của quân kháng chiến, đã tập hợp lại những người đồng chí của mình để đi giành lại SV-001, cũng như phá hủy chúng nếu như không thể thu thập được, không để phiến quân sử dụng. Cuộc chiến của hai bên diễn ra trên nhiều mặt trận,
từ những cánh rừng rậm rạp ở phía Nam, ngược lên những ngọn núi hùng vĩ quanh năm tuyết phủ ở miền Bắc. Macro bắt đầu chiến dịch tấn công của mình tại mặt trận châu Á, cụ thể chính là Cambodia Mission 1, và nhanh chóng giành được thắng lợi. Sau đó thì quân kháng chiến tiếp tục chiến thắng tại Đức Mission 2, châu Âu Mission 3 và Mission 4, và Italia Mission 5. Trong cuộc chiến cuối cùng diễn ra trên hòn đảo, Macro sẽ đối đầu với lượng kẻ thù khổng lồ cùng hàng loạt các khí tài quân sự của phiến quân nổi loạn. Và cuối cùng Macro và quân kháng chiến đã giành chiến thắng oanh liệt khi bắt sống được tướng Morden và giam hắn lại chờ ngày xử lý. Như cuộc sống ai lường trước được điều gì? Chả hiểu tay cai ngục buồn ngủ hay làm sao mà tướng Morden vượt ngục một cách dễ dàng. Lần này, sau khi thấy tự mình cân không nổi bản đồ, tướng Morden quyết định kết đồng minh với Nhật và bộ binh Ả Rập. Chưa dừng lại ở đó, thằng cha này còn đi một nước đi không ai nhìn ra khi bắt tay với người ngoài hành tinh luôn. Thời điểm này được gọi là chiến tranh hiện đại lần thứ hai, khi lần này không chỉ có máy bay, xe tăng, mà phiến quân sở hữu những cỗ máy khác thường khác, to lớn và hỏa lực lớn hơn gấp nhiều lần. Quân kháng chiến lúc này đã thành lập được biệt đội PF với trưởng nhóm là Macro, với mục tiêu là ngăn chặn những âm mưu và bảo vệ nền hòa bình vừa mới lập lại này. Tuy nhiên, với sức mạnh áp đảo của phiến quân, cũng như sự trợ giúp từ phía công nghệ lẫn quân lực của người ngoài hành tinh, cơ hội chiến thắng của quân đội PF khá là nhỏ nhoi. Bỗng nhiên từ phía phiến quân nổi loạn, có một pha bẻ cua cực gắt, tướng Morden bị người ngoài hành tinh bắt cóc, cho không chỉ khống chế lãnh đạo của quân nổi loạn, mà còn tính bắt thằng cha ấy về vũ trụ luôn. Không còn cách nào khác, đội PF và phiến quân bắt tay nhau, lên kế hoạch giải cứu trước khi thằng cha này được đi du lịch khỏi trái đất miễn phí. Nhưng Donald lại một lần nữa chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Macro và các đồng đội. Thế giới tạm thời được yên bình nhưng không kéo dài lâu. Tháng 4 năm 2031, nhận thấy một vài hành động của quân nổi loạn bắt đầu nhăm nhe trở lại, chính phủ thế giới đã ra quyết định cho biệt đội PF của Macro kết hợp với lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của chính phủ Sparrow hợp thành để chống lại tướng Morden. Tuy nhiên, khi đang điều tra về những hoạt động của quân nổi loạn, Macro và các đồng đội đã tìm thấy những sự kiện vô cùng bí ẩn như sự biến mất của các vật nuôi hay những nhân chứng nói rằng họ thấy những xác sống lởn vởn. Cho rằng đây là một sự việc khá nghiêm trọng, PF đã báo cáo lại với chính phủ nhằm cho phép họ điều tra việc này. Tuy nhiên, một lần nữa chính phủ đã gạt đi, cho rằng đây chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ và cuộc kháng chiến với phiến quân vẫn sẽ tiếp tục. Đó chính là cột mốc cho cuộc chiến tranh hiện đại lần thứ 3 ra đời. Chính sự nhu nhược đó của hệ thống chính phủ thế giới đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn cả. Hóa ra quân nổi loạn lại một lần nữa hợp tác với người sao hỏa và bọn chúng sử dụng con người và sinh vật ở trái đất để làm thí nghiệm. Bất kỳ thứ gì còn sống mà chạm phải những chất lỏng hay bị các con vật như cua tấn công sẽ mất đi ý thức của mình và trở thành những xác sống. Những xác sống này không biết sợ, không biết đau mà trở nên hung dữ và thèm khát thịt người. Chúng sẵn sàng lao vào tấn công bất kỳ ai trước mặt. Kinh dị hơn, nếu bạn bị dính dù chỉ một chút chất độc từ chúng, bạn cũng sẽ ngay lập tức biến thành xác sống. Với tốc độ lây lan như thế, đương nhiên cuộc chiến của hai phe đã trở nên nổi loạn hơn bao giờ hết. Và mọi thứ còn tệ hại hơn, thì ra tướng Morden thực chất chỉ là một tên người sao hỏa cải trang, còn người thật đã bị bắt về phi thuyền mẹ. Lại một lần nữa, cả hai bên hợp tác với nhau để tìm cách cứu lấy nhân vật phản diện đáng thương này. Cuộc chiến không còn là nằm ở quy mô trái đất nữa, mà đã tiến vào vũ trụ với cuộc tập kích của quân đội loài người vào tàu mẹ của người ngoài hành tinh. Sau một cuộc chiến dai dẳng với nhiều sự hy sinh, cuối cùng chúng ta cũng đã cứu được tướng Morden ra và trở về trái đất. Thế nhưng lúc này trùng cuối thực sự mới xuất hiện. Hắn tên là Rukma, chỉ huy tối cao của người sao hỏa. Người chơi sẽ chiến thắng khi tiêu diệt được hắn, làm não hắn vỡ tung giữa không trung. Kết thúc Metal Slug 3, người chơi sẽ thấy mình trôi dạt trên biển cùng chiếc SV, trước khi Morden và lính của mình trốn thoát bằng một chiếc tàu bay UFO trộm được. Sau Metal Slug 3, thì các phần Metal Slug 4 và Metal Slug 5 đã không còn đi theo cốt truyện chính nữa, mà đã rẽ nhánh sang các mốc thời gian khác, các nhiệm vụ và kẻ thù khác nhau. Chỉ đến khi Metal Slug, nhà phát triển SNK mới mang cuộc chiến chính thức quay trở lại. Do đó, Mi Game sẽ chỉ nói sơ qua về cốt truyện của hai phần game này mà không đi sâu nha. Như trong Metal Slug 4, biệt đội PF sẽ chiến đấu với một kẻ thù hoàn toàn mới, khủng bố công nghệ. Vào thời gian nào đó chưa được xác định, một loại virus máy tính mới được phát minh và ẩn chứa sức mạnh vô cùng nguy hiểm. Loại virus máy tính có tên là White Baby có thể đánh sập bất cứ hệ thống phòng vệ mạng của bất kỳ quân đội nào trên thế giới, làm những thông tin tuyệt mật bị rò rỉ. Những sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền hòa bình thế giới.
Những kẻ đứng sau con virus Y-Baby này tự xưng là Amadeus, có nghĩa là tình yêu của Chúa. Bọn chúng tự xem mình là những kẻ được Thượng Đế lựa chọn và công cuộc tẩy sạch thế giới này. Đương nhiên, một dã tâm ngông cuồng như vậy phải bị chặn đứng và nhóm PF hành động. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được thấy hai thành viên mới của nhóm là Trevor và Nadia. Qua tới Metal Slug 5 thì đó lại là một câu chuyện khác hẳn khi lần này nội bộ của biệt đội PF gặp vấn đề. Một chiếc đĩa chứa thông tin tuyệt mật của toàn bộ biệt đội đã bị đánh cắp bởi Bloteric Army. Những thông tin này mà lộ ra ngoài sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có trong nội bộ các chiến binh bảo vệ nền hòa bình thế giới. Vậy nên, biệt đội PF đã cùng các thành viên của Sparrow cùng nhau giành lại lấy chiếc đĩa. Mãi cho tới Metal Slug 6, câu chuyện của thế giới sau năm 2023 mới được tiếp tục. Người sao hỏa cuối cùng cũng bị nghiệp quật khi vừa mới có ý định thôn tính trái đất bất thành thì chính quê hương họ bị chiếm lấy bọn Venusian. So sánh về sức mạnh và độ hung hãn, những kẻ đến từ sao hỏa chắc chắn không thể đối chọi lại được. Lần này tới lượt tướng Bolden đứng ra trợ giúp cho đồng minh ngoài trái đất của mình. Phiến quân nổi loạn âm thầm xây dựng các căn cứ để có thể tiếp tế và hỗ trợ cho người sao hỏa. Đương nhiên những hành động đó bị chính phủ thế giới chú ý và đội PF không thể bỏ qua. Họ đến nơi phát hiện ra kẻ thù mới lần này còn nguy hiểm hơn và dã tâm hơn lần trước rất nhiều. Cực chẳng đã thì một phe đồng minh mới được thành lập với sự tham gia của ba thế lực: quân đội chính quy của chính phủ, quân nổi loạn và những người sao hỏa để đối đầu với kẻ thù mới này. Một mối quan hệ hợp tác tạm thời nhưng lại vô cùng cấp bách vào lúc này. Dù sau đó loài người đã chiến thắng, nhưng cuộc xâm lăng của Venusian gây nhiều tranh cãi cho tương lai của loài người. Như những tựa game mà trước đây Bgame đã từng phân tích, Half-Life có rất nhiều thứ bí ẩn ngoài vũ trụ mà loài người chưa thể hiểu hết được. Rất có thể ở đâu đó ngoài kia có một thế lực quân sự bí ẩn xuyên ngân hà mà chỉ súng ống đạn dược thông thường của loài người thì khó có thể trụ vững. Phải chăng chúng ta đã bị bỏ xa trong cuộc chiến này? À mà thôi, dù sao thì Metal Slug 6 cũng đã kết thúc với phần thắng là các chiến binh loài người. Nên anh em cứ vui trước đã, mấy cái khác thì tính sau. Và đó là những gì mà chúng ta cần biết về Metal Slug. Ở Việt Nam, người ta hay nhớ đến nhiều nhất là phần 2 và phần 4. Nên những thông tin về cốt truyện của tựa game này ít được ai chú ý. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một tựa game huyền thoại và có một lượng fan khá đông đảo. Mang dòng qua video này, anh em sẽ biết thêm một chút về tựa game Metal Slug tuổi thơ. Nếu muốn tụi mình làm về tựa game yêu thích của bạn, đừng ngần ngại comment ở bên dưới. Biết đâu comment của các bạn sẽ là chủ đề cho video tiếp theo của tụi mình thì sao. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 4 và thứ 6 mỗi tuần để đón chờ những video mới nhất nha. Nhớ ấn like, share cũng như subscribe cho Mi Game nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.